Thì nhanh lên coi, lưng ngà lưng ngứa. Đi lẹ lên coi. Từ từ. Thì nhanh lên coi. Từ từ. Lù lắc. Vô đi. Lên xe. Lên nào. Con nhỏ này, lên xe nhanh lên. Còn đứng thẫn thờ đó nữa. Chậm chậm như rùa. Lên xe sao không biết đóng cửa lại. Đóng lại. Đúng là hại lúa. Anh chị đi đâu? À, anh đến chỗ trung tâm thương mại gần nhất đi anh. Dạ. Ủa, sao anh không đi lấy bằng đại học? Không tới trường đại học vậy? Làm gì có bằng mà lấy. Cái gì? Anh dám nói dốc về Tư Xuân đó hả? Kệ thôi, mắc mớ gì mà thắc mắc. Hôm nay là sinh nhật của Nhi, đương nhiên là tôi phải lên đây để gặp Nhi rồi. Mà tôi nói thiệt á, dễ dậu dù mẹ tôi cho đi. Mà nè, tuyệt đối không được mách lỡ cho mẹ tôi biết chuyện này nghe chưa. Mắc mớ vậy tôi phải nói xạo giùm cho anh chứ. Con nhỏ này, được. Con mách lẻo á thì mách lẻo đi, dù sao thì cũng đã lên đây rồi. Bất quá thì mẹ tôi biết á, bị la vài câu thôi. Thiệt là hết nói nổi anh mà. Anh bị sao vậy? Chiếc nhẫn có chút xíu à, mà mua cái chục triệu vậy đó. Đây là hàng cao cấp, cho nên nó mắc là phải rồi. Chứ đâu phải hàng chơi chơi đâu mà rẻ hả cô hai? Đúng là nhà quê. Rồi giờ sao? Nè, tôi với anh đi gặp Nhi hả? Sai bét. Tôi đi một mình đi gặp Nhi thôi. Vậy còn tôi, anh bỏ tôi lại hả? Cô đứng đây chờ đi. Chứ cô nghĩ sao vậy? Cô đứng đây đợi tôi tới 7 giờ, hiểu không? Cái tôi quay lại đây đón cô về nhà luôn. Tôi đến đây bằng thấy cô á, tôi bỏ cô đáng chịu á. Trời ơi, tôi đâu có biết đường. Anh giục tôi ở đây rồi tôi đi lạc rồi sao? Tôi đâu có biết đường đi về quê. Chứ lẽ giờ cô muốn đi theo tôi tới chỗ trọ Nhi hả? Cô định làm cái đà cản mũi hả? Đi, đừng có mơ. Ở đây đi. Nè, tôi cho cô 500 đó. Bây giờ cô muốn mua ăn uống gì cũng được hết á. Cô đứng đây đợi tôi đi. Rồi 7 giờ tôi quay lại đây tôi đón cô đi. Rồi về nhà luôn. Biết chưa? Qua đây. Ngồi yên đây nghe chưa? 7 giờ tối mà tôi đến đây mà không thấy cô ngồi ở đây á, là tôi bỏ cô ở đây luôn. Tôi về nhà một mình. Nghe chưa? Nè, nhưng mà ít ra anh cũng phải để lại số điện thoại cho tôi chứ. Lỡ như mà anh không quay lại tôi biết được mà tôi kiếm anh chứ. Thì bây giờ lấy tập viết ra đi, tôi viết số điện thoại cho. Đó, số của tôi đó, yên tâm chưa? Nhớ ngồi yên đây nữa nghe chưa? Anh Long. Gì? Họ quên nữa. Ngồi yên đó, ngồi xuống. Cô nhớ là cô phải ngồi yên ở chỗ này nghe chưa? Dù nắng như thế nào, cô phải ngồi yên nghe chưa? Không được di chuyển. Cô mà di chuyển, tôi bỏ cô đó nghe chưa? 7 giờ đó nha. Hay là mình đi vòng vòng tham quan một chút cũng được. Mình có số điện thoại mà. Có gì mình liên lạc với ổng. Đi một chút chắc cũng không sao. Thôi mà ổng được đâu. Lỡ ổng tới rồi ổng có mình ở đây, ổng đi về luôn rồi mình đi lạc làm sao?